Hello mấy bạn. Mấy bạn thấy cái hồ nhỏ sau lưng Phát chỉ không? Cái hồ dáng bắt rau đen nè. Thì hôm nay Phát sẽ hướng dẫn mấy bạn làm setup một cái hồ để chơi cá vàng. Ok, bắt đầu nha. Ok, bây giờ Phát sẽ đút cái lồng vô trong đây. Ok, bây giờ Phát sẽ set up tới cái lọc của Phát. À, đây là cái lưới nè, cái là làm cái chân để cho nước nó đi qua cho dễ bỏ vô. Rồi, cái đó là xếp vật liệu lọc vô đây. Đây, đây cái miếng này, cái này nó không giò nè, cái miếng này chặn để cho phân đừng có đi qua cái ngăn bên đây. Sẵn đang vô nước, Phát sẽ giải thích về cái nguyên lý cái lọc này lại một lần nữa. Thì mấy bạn thấy không, nước nó chỗ này nè, nó hổng dò lên nè, thì nước sẽ đi vô ở dưới, thì có nghĩa là hút đáy đó. Nước nó đi vô cái cạnh đó, nó sẽ hút đáy, nó hút phân, hút cặn, hút đồ ăn thừa đó, hút đáy xong nước nó sẽ đi lên trên nè. Đó, nó đi lên trên tới đây, đây nè, đó thì nó đi lên trên tới đây nè, đó thì nó phân đang nằm đây nè, phân sẽ tràn qua đây và đi xuống dưới đó, thấy chưa? Đó thì nó phân nó sẽ đi qua đây đó, đi xuống cái ống đó, đó thì nó vừa hút mặt mà vừa hút đáy là vậy đó. Đó, nó vừa hút mặt vừa hút đáy, xong rồi đó nước nó đi xuống dưới đây nè, đó rồi đi qua lọc, đi qua di mát, rồi qua máy bơm, rồi bơm xuống được tới trong hồ lại rồi. Hello mấy bạn, đây sau khi một hồi setup xong thì nó ra được như vậy, đó tổng thể là nó là như vậy. Đáng lẽ cái ngăn để Phát chỉ vô cho mấy bạn coi cái ngăn này nè, đáng lẽ cái ngăn này á là còn ấy nữa mà do chưa cắt di mát kịp bởi vì chưa bỏ vô đó. Thì giờ nói lại nguyên lý hoạt động một lần nữa nha, nước hút từ máy bơm đây đi lên cái ống này, đi vô đây đó, thì đi xuống đáy hộ, thì ở đáy hộ đây nè, cái chỗ này nè nó hở lên 5 ly thì phân cặn đáy rồi sẽ bị hút vô cái đường đó, thì nó bị vô trong cái nó đi ngược lên trên, đi ngược lên nó bằng tới cái mức này đó. Lúc này là phân nó nằm trong đây nè, nó đây nằm trong đây nè, đó đi vô đây thì nó sẽ bị hút xuống cái ống này, xuống cái ống này nó sẽ đi xuống cái dàn lọc lại đó, dàn lọc đây thì phân sẽ lắng ở đây, lắng ở đây mà bị chặn bởi cái miếng di mát này rồi, nó không đi qua ngang bên đây được,
Thì ngăn bên đây là ở đây sẽ còn Vmax nữa, nhưng mà do Phát chưa cắt kịp, bởi vậy Phát chưa bỏ vô. Thì nó đi lên bằng tới đây, nó đi qua đây. Đó, bằng tới cái mức này nè. Đi qua đây nè, xong móc xuống dưới đây. Móc xuống dưới đây, Phát cố tình Phát làm cái chân này nó hổng cao lên á, là để cho nước nó đi qua cho dễ. Đó, nước nó đi xuống đây, đi qua đây, đi lên đây, trở đây, trở về máy bơm lại. Rồi xong ha.